thường đi. Rồi, tao quyển rồi. Tao quyển thật là tụi nó quyển đi. Cái đầu là tháng này đọc nhiều. Tụi là đi anh. Rồi, được, nếm chào. À, Peter Pan, ok, áo trong đó, xem nào. Ôi, anh tự chọn những quyển, ôi, chẳng giống vai gì luôn ý. Nó không mang một ký gì vai nhận xinh luôn. Đây là 5 quyển chồng tôi chọn ra. Ngoài ra là vì tháng này thì mình đang rất muốn đọc thêm quyển này nữa để kết thúc một năm. Đây là quyển thứ 6. Đây sẽ là quyển thứ 7. 7 quyển. Và thêm một quyển non-fic nữa đi. Sẽ là quyển đây, Năng lực của sự ngu ngốc. Yes. Thì mình sẽ gói chỗ này lại. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì để mở đầu một cái clip mới nhân dịp Giáng sinh, thì mình đã mình đã bọc những cái cuốn sách TBR tháng 12 vào cái giấy bọc như thế này. Thì hôm nếu như mà các bạn xem đoạn trước thì bạn sẽ thấy đấy là sẽ có những một số cuốn sách chồng mình đã chọn cho mình rồi. Nhưng mà mình thấy những cuốn đấy nó chưa hợp vibe của Giáng sinh lắm, nên là mình đã chọn thêm những cuốn sách khác để bởi vì là mình cũng thừa giấy bọc ấy. Rảnh quá, thế là lại thêm vào. Thì bây giờ sẽ nhờ Gấu chọn ra cho mình một cuốn sách nữa để mình đọc. Đây là cái chồng sách mà mình đã bọc thì rất là nhiều cuốn luôn, không biết bao nhiêu cuốn luôn. Bây giờ Gấu, nhiệm vụ của Gấu, chọn ra mình một cuốn con thích trong chỗ này. Cuốn nào đây? Đây á. Con lấy cuốn nào cũng được, con thích cuốn nào? Cuốn này nhá. Thì đây Gấu đã chọn ngay cuốn đầu trên cùng luôn. Bây giờ sẽ cùng móc cuốn này nha. Lâu lắm quá, lâu lâu nó đúng cuốn tiếng Anh hay là cuốn năm hay cuốn gì khó đọc thì không biết làm nào. Đây mày bóc, mày bóc. Đây, bóc này. Đây. Đây được chưa? Chứ biết là cuốn gì? Rồi, cuốn gì đây? Lo quá. Ok, Gấu đã bóc cuốn đầu tiên là cuốn của bố Dũng chọn luôn. Chính là cuốn Mirandus, Gánh xiếc dị thường. Trời ơi, cuốn này đáng lẽ ra phải đọc đọc trong cái dịp Halloween thì nó sẽ hợp hơn là cái dịp này. Halloween, có đúng. Halloween. Thế thì sau khi mà đọc xong cuốn này thì mình sẽ update cho các bạn xem là cuốn này đối với mình thế nào này. Rồi sẽ tiếp tục chọn những cuốn tiếp theo nữa. Yes. Good morning các bạn. Ngày hôm nay là sáng thứ 7. Lúc mà hôm qua quay clip xong cho mọi người, lúc đấy là đang là tối thứ 6 ấy. Đang định đưa Gấu ăn sáng xong rồi thì sẽ đi xuống Hà Đông. Ở cái chỗ Sapo Pakari sẽ có một cái cây thông Noel rất là to, được biết là cây thông Noel to nhất Việt Nam à, hình như thế. Thế nhưng mà lại trời lại đang mưa, nên là lại không có đi được. Ôi, đầu mình mới xấu thực sự luôn, đầu xấu quá. Thì bây giờ sẽ đọc nốt cuốn này, đang đọc dở, còn khoảng tầm mấy chục trang nữa là hết rồi ấy. Đọc quá rồi, ôi nó buồn quá trời luôn. Mở đầu tháng 12 đọc cũng là buồn, quá là buồn. Hello các bạn. Mình vừa mới mình đang rửa mặt xong. Thì thực ra là hôm nay mình rất là lâu rồi mình mới uống phê la vì mình đang giảm cân. Thế nên là ngày hôm nay mình quyết định là thứ 7 mà. Thế là mình đã gọi một cốc phê la. Xong rồi mình bị say vì kiểu cả một tuần mình không uống ấy. Thế là khi uống lại mình bị say. Và khi mà hết cơn say thì mình bị mất ngủ. Bây giờ là 1 giờ sáng và mình vừa tập thể dục xong vì mình kiểu không muốn ngủ ấy. Thế là tập. Và bây giờ bạn thấy không? Đầu bù tóc rối. Thế thì mình vừa mới hoàn thành cuốn Trên đồi cao chân bày thiên sứ. Thì cuốn này mình sẽ review cho các bạn vào ngày mai, khi mà mình đầu tóc chỉnh chu hơn một xíu. Và bây giờ thì mình đang đọc cuốn là Mirandus, Gánh xiếc dị thường. Mới đọc một mấy trang đầu nhưng mà rất là ổn. Nhưng tuy nhiên là mình thấy cuốn sách này cảm giác là cũng có vẻ hợp với các bạn kiểu tuổi thiếu nhi ấy. Và mình nghĩ là mình sẽ đọc rất là nhanh, nên là mình sẽ tiếp tục tự tay bốc thêm một cuốn sách nữa, để giả dụ trường hợp mà mình đọc xong cuốn này thì mình sẽ next luôn sang cuốn đấy. Nào, cùng chọn nhé. Tận nắp luôn. Thì bây giờ mình sẽ chọn bừa một cuốn nhé, bởi vì thực sự là đến bây giờ mình cũng không nhớ là cuốn nào và cuốn nào. Thế thì
Đây đi. Ui, ôi mẹ ơi, nó có vẻ dày luôn á. Đây. Ui, đây là cuốn gì ta? Chị nhau, để mà mình có phải cuốn cho mình nữa. Ui, lại thêm một cuốn rất là u ám nữa. Đấy là cuốn Mandanazar và Damien Lewis, Nô lệ câu chuyện có thật của đời tôi. Tháng này mình làm sao ấy, mình bốc toàn những cuốn nó rất là đau đớn luôn. Thôi thôi được rồi, nhưng mà vì bốc thì sẽ đọc thôi đúng không nào? Thế nên là vào nha. Morning các bạn. À, mình đã hoàn thành xong hai cuốn. Thế là thứ hai cuốn là Miranda's Gánh Xiếc Dị Thường. Và cuốn thứ hai là Trên Đồi Cao Chân Bảy Thiên Sứ của bác Nguyễn Ngọc Thuần. Thì nhá, cái cuốn này là cuốn đầu tiên mà mình đọc trong tháng 12 và thực sự là nó hơi bị nặng nề. Và nó không hợp với tháng 12, nó thực sự không hợp một tí nào. Bởi vì là nó rất là buồn luôn. Thì câu chuyện này là câu chuyện thì kể về một cái cha đưa ba người con gái và đưa lên trên một cái vùng đồi trên cao và sống ở trên đó và tạo thành một cái gọi là vườn địa đàng của riêng họ thôi, tránh xa những cái sự xấu xa, sự đen tối, sự buồn của cái thế giới này. Thì ông đã đưa ba con đến đấy, trong đấy sẽ có một cô hình như là cô hai à, tên là chị cả, là một người kiểu hơi ưng ngạnh. Tiếp theo đến cô út và cô ba. Thì cô út là một người gọi là yếu, nói chung là có một đôi chân tật nguyền. Và cũng là có cô ba. À, đúng rồi, cô ba thì là hơi theo mình đọc thì mình cảm giác là kiểu cô hơi có một cái vấn đề về tâm thần ấy, kiểu thế. Nên là người cha luôn luôn phải dồn mọi cái sức của mình vào để trông nom cũng như là nuôi dưỡng cho cái tâm hồn của ba cô gái này luôn luôn được mới mẻ tươi sáng đó. Và ở trên cái khu vực đồi cao này thì người cha đã xây một cái nhà bình thường thôi, nhưng mà có những cái luống đất. Và ở luống đất đấy thì có rất là nhiều những cái bông hoa đẹp nở rực rỡ, rồi có một cái chiếc sữa đu nhỏ nhỏ xinh xinh, một khoảng trời, bầu trời xanh đấy. Thì tóm lại là các cô gái chỉ được nhìn ở trong những cái khu vực đấy thôi, cho đến một ngày mà cái biến cố đấy sắp đến, đó là khi mà người cha qua đời. Thì toàn bộ câu chuyện trong cuốn sách này thực sự là nó rất là đau xót. Nếu như mà cuốn sách mà vừa nhắm mắt vào một cửa sổ ấy, nó rất là nhẹ nhàng, nó vừa cảm động vừa kiểu nhẹ nhàng và dành được cho tất cả mọi đối tượng, thì cái cuốn sách này lại ngược lại hoàn toàn. Trên Đồi Cao Chân Bảy Thiên Sứ thì lại không phù hợp với trẻ con là một, và không phù hợp với bạn nào mà có cái gọi là trái tim yếu đuối là hai, vì nó rất rất là buồn. Trời ơi, đọc kiểu nó kiểu trái tim muốn rụng ra ngoài ấy, các bạn hiểu không? Rất là buồn luôn ấy. Và không hề nhìn thấy cái hình ảnh của người mẹ ở trong câu chuyện này. Và thực sự là cả ba cô con gái thì đều rất đáng thương. Người cô gái nào cũng có những cái nỗi buồn riêng của mình, cái niềm riêng của mình ấy. Ngoài ra thì nếu như mà vừa nhắm mắt vào một cửa sổ là một cuốn sách dành thiếu nhi, tất cả các bạn đều hiểu cái nội dung mà nó muốn truyền đạt, thì cuốn sách này lại ngược lại hoàn toàn, là bạn đọc đến trang thứ 80 rồi bạn mới bắt đầu nha, mới bắt đầu xíu xíu cái gọi là hiểu được cái mạch truyện nó đang nói về cái gì. Và cái kết của câu chuyện này thì lại khiến cho người đọc cảm giác là ô, thế cùng đây là câu chuyện có thật hay là đây là một câu chuyện mà kiểu người chị tự nghĩ ra. Thì nó tóm lại là cái cuốn này thì nó sẽ nặng đô hơn, khó hiểu hơn, không phải là phù hợp với tất cả mọi người. Thế nên là mọi người hãy cân nhắc kỹ trước khi vào mua cuốn này. Dù sao thì đây cũng là một cuốn sách vẫn rất là hay. Cái thông điệp về việc mà tìm được một cái sự tự do, một cái sự hạnh phúc. Và trong số 3 người con thì mỗi người con sẽ có những cái niềm ước mơ và hoài bão riêng, đều rất là nhỏ nhoi. Nhưng mà không phải là ai cũng có thể đạt được cái ước mơ đấy. Thì nói chung về cơ bản là những cuốn sách của nhà Phan Búc, đã nhắc đến tên Phan Búc thì chắc là sẽ không hề dễ hiểu, không dễ dàng đúng không? Đấy, nhưng mà anyways là cuốn này nó cũng là một cuốn sách khá là ok, khá là hay, chiêm nghiệm, nếu mà đọc để mà chiêm nghiệm kỹ và sâu xa thì nó rất là ổn. Đấy. Thế nên là nếu mà được thì các bạn hãy thử tìm. cuốn thứ hai mà mình đọc được đó chính là cuốn
cái gì đây? Mirandus, Gánh Xiếc Dị Thường của tác giả là Casey Beasley của đứa nhà nhà trẻ. Thì rất là may là còn tìm được cuốn này, bởi vì đọc nó thay đổi hoàn toàn, nó ngược hoàn toàn so với cả cuốn Trên Đầu Ca Trên Mạch Thiên Sứ. Vì đây chính là một cuốn sách mà dành cho mọi lứa tuổi, từ các em nhỏ, trẻ em, thiếu nhi cũng có thể đọc được. Đọc nó đúng kiểu mang một cái màu sắc của ảo thuật gia này, của tình gia đình giữa hai ông cháu của Mika này, rồi là tình bạn giữa Mika với cô bé đó tên là gì ta, bạn cùng lớp đấy, rất là dễ thương. Và cuốn sách này thì viết có cái bối cảnh là đan xen thời gian ấy, kiểu quá khứ với hiện tại, quá khứ với hiện tại, câu chuyện của ông, câu chuyện của cháu, nó cứ đan xen và nó cứ nối tiếp với nhau, tạo nên được một cái khung cảnh rất là đẹp, xuất sắc, mà nó không hề bị dối cho người đọc đấy. Và ngoài ra có những cái hình tranh minh họa, đấy là cái mình thích nhất. Đây, mình rất thích đọc những cuốn nào mà nó có tranh minh họa. Và ngoài ra là cái tờ giấy của chất liệu giấy của cái cuốn này nó cũng đẹp ấy, hình như là chất liệu giấy Nhật Bản hay sao á, giấy xốp Nhật à, hình như thế. Nhưng mà đọc cuốn này nó rất là dễ thương, mặc dù biết cái kết của nó như nào, bởi vì là chuyện của thiếu nhi ấy, nó cũng không quá kiểu lắt léo hay là khó hiểu, nên là khi mà đọc được đến đọc, mình nghĩ chắc là đọc đoạn đầu xong rồi mình đã biết được là cái lá thư của ông của Mika gửi cho cái người thầy phép thuật Man Who Bends the Light đấy là để làm gì rồi. Nhưng mà đọc mà vẫn rất là hay, vẫn rất là dễ thương. Thế nên là nếu mà được thì các bạn hãy tìm cuốn sách này, bởi vì đọc nó kiểu nó cũng khá là hợp vai của Giáng sinh ấy. Nó kiểu đọc ấm áp ấy, đấy, mang lại cảm giác ấm áp cho mọi người ấy. Thế nên là ok nha. Và đó là hai cuốn sách mình đã đọc trong chắc phải 2 tuần ấy, bởi vì là mình bận quá. Nên là mình sẽ còn đọc tiếp những cuốn tiếp theo trong cái phần danh sách những cái gói quà mà mình đã bọc. Thế nên là cùng đón chờ clip tiếp theo của mình nhé. Bây giờ thì mình phải đi làm đây. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.